tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Mai nha. Thì hôm trước Mai có quay một cái clip thì Mai có nói là Mai sẽ dựng một cái căn chòi ở sau vườn nhà Mai. Thì hôm nay Mai tranh thủ dậy rất là sớm mọi người. Bây giờ cũng là 7 giờ rồi, nắng cũng là lên cao rồi. Hôm nay Mai sẽ ra sau vườn nhà Mai dựng một căn nhà ở đây. Dựng một cái căn chòi ở đây để mình có thể tiện cái việc nấu nướng rồi quay clip ở đây. Cái căn chòi này thì Mai cũng không có làm rộng lớn bao nhiêu đâu mọi người, Mai chỉ làm nhỏ nhỏ thôi để Mai có thể quay video nấu nướng ở đây cho nó thuận tiện chút xíu. Bây giờ thì Mai sẽ đi đi chuẩn bị cây rồi đinh búa này kia, Mai sẽ làm căn chòi nha. Mọi người cùng theo dõi với Mai luôn nha. Số cây mà khi sáng Mai với anh Mai đã chuẩn bị sẵn nè mọi người. Cái căn chòi này Mai làm thì nó có sẵn 3 cây cột rồi. Bây giờ thì mình chỉ cần dựng thêm một cái cây cột kế bên kia thôi. Anh Mai thì đang chuẩn bị dựng một cái cây cột bên đó. Còn đây là cái số đinh với kẹm mà Mai đã mua để mình làm cho cái căn chòi của Mai. Bây giờ thì Mai sẽ đặt cái chân quay xuống rồi phụ anh Mai. Hoàn thành xong cái khung của nó nha mọi người. Đây nãy giờ thì làm xong cái khung rồi. Giờ anh Mai thì đang cột thêm vài cái cây gác ngang ở trên cái mái của nó để hồi mình chặt cái lá. Đây có sẵn hai cái buông luôn mọi người. Một hồi thì Mai với anh Mai sẽ chặt cái lá buông này xuống để lợp cái phần mái nhà này nha. Bây giờ thì Mai sẽ tranh thủ phụ anh Mai thêm nữa. Giờ đang chuẩn bị leo lên cái cây kia để chặt mấy nhánh buông xuống nha mọi người. Mai thì không leo nổi, nhờ anh Mai leo lên. Cái cây buông đó thì cũng rất là cao luôn, nên bây giờ anh Mai phải leo lên trên tỉnh tít trên cái đọt cây buông đó để mình chặt. Bên đây thì Mai thấy có một cây đậu chín mọi người, hái xuống để ăn trưa. Hôm nay hai anh em làm thì không có đi về nhà luôn. Đây, đây giá đu đủ này chín vàng khè luôn rồi mọi người.
Bây giờ hái xuống để hai anh em ăn trưa ở đây. Hôm nay làm cái căn nhà này thì không có về luôn, ở lại sau vườn làm cho hết, cho xong cái căn nhà này thôi. Con chó của Mai thì nó cũng không có về luôn mọi người. Ở từ sáng giờ luôn rồi, bây giờ cũng chưa 11, 12 giờ rồi. Giờ Mai đặt xuống đây nha, phụ anh Mai gom những cái lá kia để mình lợp mái luôn. Khi nãy thì Mai đã hái được 10, bây giờ thì anh Mai sẽ bộ ra ăn trưa. Hai anh em không có đi về nhà, bây giờ ăn trưa với đu đủ thôi. Đây, chín vàng rất là đẹp luôn mọi người. Bây giờ sẽ bộ ra từng miếng nha. Ăn trưa với đu đủ thôi. Cố gắng làm cho hết cái phần mái của căn nhà. Bây giờ nãy giờ thì đã làm xong hết cái phần khung rồi, bây giờ chỉ cần lợp mái lên thôi. Buổi trưa có đồ đủ ăn rất là mát luôn mọi người. Bây giờ thì Mai sẽ đặt cái chân quay xuống rồi ăn nha. Thôi bây giờ ăn đồ đủ thôi mọi người. Làm nãy giờ thì mồ hôi nhẹ nhại hết luôn, tay chân dơ hết luôn nè. Có gì thì ăn đó thôi mọi người, ăn đu đủ thì rất là mát luôn. Cũng được. Rất là ngon luôn. Đu đủ này rất là ngọt luôn mọi người. Nhiều nước. Bây giờ Mai với anh Mai sẽ tranh thủ ăn xong miếng đu đủ này rồi mình lợp cho cái mái cho cái phần căn chòi của Mai nha. Đây, cho nó mỗi đứa một miếng. Ăn đi. Nó không ăn đu đủ mọi người ơi. Chê, để Mai bỏ xuống đây cho nó ăn. Nhà của
Mai cũng đã làm được một nửa rồi mọi người. Bây giờ thì Mai sẽ tiếp tục lập xong hết cái phần mái lá luôn nha. Hôm nay cũng làm rất là mệt luôn mọi người. Clip tiếp theo thì Mai sẽ hoàn thành xong cái ngôi nhà này và ăn mừng luôn nha. Bây giờ Mai sẽ tạm dừng clip tại đây. Mai, bye mọi người nha.